Thông tin lễ tang diễn viên Đức Tiến, đồng nghiệp phủ nhận chuyện bà xã cố nghệ sĩ Đức Tiến đang mang thai. Chiều ngày 20 tháng 5, đại diện gia đình Đức Tiến chia sẻ thông tin về tang lễ của nam diễn viên tại Việt Nam. Lễ viếng diễn viên Đức Tiến được tổ chức từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 tại nhà riêng ở phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Địa điểm an táng tại Mỹ. Mong rằng mọi người có thể tham dự tang lễ và lễ viếng cùng chúng tôi tại nhà riêng ở Việt Nam cùng trao cho nhau sự an ủi và tưởng nhớ đến người đã mất, đại diện gia đình chia sẻ. Theo nguồn tin của Tiền Phong, mẹ và chị gái của nam diễn viên tại Việt Nam đứng ra tổ chức tang lễ. Bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của Đức Tiến ở thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực hỗ trợ gia đình nam diễn viên trong công tác lo hậu sự. Nguồn tin cho biết thêm, hiện tại Bình Phương, vợ của Đức Tiến đang sốc hoang mang, đau xót và chưa thể bình tâm. Vì vậy, công tác tổ chức tang lễ cho Đức Tiến tại Mỹ vẫn trong quá trình bàn bạc. Hiện tại, có nhiều cá nhân bên Mỹ muốn đứng ra tổ chức tang lễ cho Đức Tiến, tuy nhiên gia đình và bạn bè nghệ sĩ thân thiết của Đức Tiến đang thảo luận để tìm ra phương án tốt nhất. Chị Trầm Hương Nguyễn, người đưa Đức Tiến vào viện cấp cứu cùng chị Bình Phương, vợ của nam diễn viên cho biết hiện tại gia đình chưa thể đưa nghệ sĩ Đức Tiến về nhà. Theo quy định của bệnh viện, họ phải khám nghiệm để biết chính xác nguyên nhân qua đời. Nhưng chẩn đoán ban đầu cho thấy anh Tiến mất do ngừng tim. Tôi cũng chưa biết chính xác thời gian để đưa anh về. Chị Phương đã cung cấp thông tin liên lạc cho bệnh viện. "Họ sẽ gọi điện cho gia đình sau khi hoàn thành thủ tục cần thiết," chị Hương nói. Mới đây, Trích Di Phương trên lên tiếng phủ nhận những thông tin không chính xác về diễn viên Đức Tiến. Nữ ca sĩ phủ nhận chuyện bà xã nam diễn viên đang mang thai con thứ hai và bác bỏ thông tin Đức Tiến bị tim bẩm sinh từ nhỏ. Trích Di Phương trên cho biết, do một sự nhầm lẫn nào đó mà mọi người đã chia sẻ những thông tin không chính xác về sự ra đi của MC diễn viên Đức Tiến nên thay mặt cho Bình phương và xã của Đức Tiến xin phép cho Trích Di được đính chính vài thông tin sau đây. Thông tin Bình Phương đã mang thai đứa con thứ hai là không có. Thông tin Đức Tiến bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ là không đúng. Có thể vì quá thương tiếc và đau xót trước sự ra đi đột ngột của Đức Tiến nên mọi người đã vội vã đưa tin mà chưa kịp kiểm chứng lại. Thông báo này được viết nhằm mục đích để mọi người nắm rõ thông tin chính xác chứ không có ý trách cứ một ai, xin đừng hiểu lầm. Thay mặt cho Bình Phương, xin cảm ơn mọi người đã quan tâm đưa tin. Cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ, bạn hữu và khán giả đã góp lời cầu nguyện cũng như gửi lời chia buồn đến gia đình. Chương trình Thánh lễ An táng của Đức Tiến sẽ được thông báo trong vài ngày tới. Hoa hậu Bình Phương, vợ của Đức Tiến, đã có những chia sẻ đầu tiên về chồng. Theo Bình Phương, cô chưa hết sốc, bàng hoàng khi nỗi đau mất chồng đến quá đường đột. Cô nghẹn ngào, ông xã ơi, gia đình nhỏ của anh cần anh. Sao chú gọi anh về sớm quá? Nhưng anh đừng lo, anh là người cha tốt, người chồng tuyệt vời, người bạn chân thành mọi thứ ở đây để em và những người đồng hành cùng anh trong cuộc sống này lo anh hãy yên nghĩ nhé nếu có kiếp sau mình sẽ gặp nhau như vậy nữa anh nhé anh đừng lo em sẽ luôn tìm được anh không cần biết anh ở đâu thời gian nào mình sẽ đi tiếp cuộc hành trình của mình anh nhé anh nhớ không anh đã hẹn em kiếp sau anh nhớ giữ lời nhé em và con sẽ nhớ ông xã rất nhiều em và con yêu ông xã rất nhiều đây không phải lời tạm biệt ông xã ơi chúng ta sẽ gặp lại nhau mình sẽ đi tiếp cuộc hành trình của mình anh nhé Anh nhớ không Anh đã hẹn em kiếp sau Anh nhớ giữ lời nhé Em và con sẽ nhớ ông xã rất nhiều Em và con yêu ông xã rất nhiều Đây không phải lời tạm biệt ông xã ơi Chúng ta sẽ gặp lại nhau Hiện bà xã và gia đình của Đức Tiến Có mặt tại bệnh viện để nhận thi thể Và làm thủ tục báo tử